Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 31 tháng 3 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện xoay quanh Nga, Ukraina và phương Tây. Đầu tiên, chúng ta hãy cập nhật một chút về tình hình trên chiến trường thực địa. Trong một số bản tin trước đây, tôi đã nói về việc Nga đã tái chiếm một nửa khu định cư Novomikhailivka nằm ở hướng Marinka. Để có thể tái chiếm hoàn toàn nó, lực lượng vũ trang Nga cần phải ngăn chặn tuyến đường tiếp tế tới khu vực này của Ukraine và lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang làm rất tốt điều đó. Họ liên tục sử dụng máy bay để ném những quả bom gắn kíp lượn FAB vào những con đường tiếp tế cho Novo Michalivka theo hướng Krostianivka và Bara Kovivka. Với cách đánh này của Nga, một nửa khu định cư Novo Michalivka mà chế độ Kiev đang cố thủ sẽ không thể nhanh chóng nhận được đạn dược mới và sơ tán những người bị thương về hậu phương. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình giải phóng hoàn toàn khu định cư này khỏi quân chiếm đóng Ukraine. Chế độ Kiev cũng sẽ không thể tu sửa những con đường bị bom FAB phá hủy bởi khu vực này đang bị lũ lụt. Trong khi đó, theo hướng Popeda nằm phía trên Novo Mikhailivka, như các bạn đã biết, khu định cư này đã được những người Nga hoàn toàn giải phóng cách đây không lâu. Tuy nhiên, báo cáo của Nga ghi nhận rằng lực lượng vũ trang Kiev đã thực hiện một chiến dịch phản công để cố gắng chiếm lại nơi đây. Đoạn video cho thấy Ukraine cố gắng phản công bằng xe thiết giáp M113 của Mỹ nhưng đã bị trung đoàn 255 của Nga đáp trả một cách mãnh liệt. Xe thiết giáp của Mỹ đã không thể tiếp cận được mục tiêu và tự hủy cùng với nhóm đổ bộ và toàn bộ người trong đó. Rõ ràng, ở khu định cư Poveda, một cuộc phản công bằng thịt mới của chế độ Kiev đã thất bại hoàn toàn. Trong khi đó, ở khu vực Kharkov, nằm sát với cả biên giới lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay đã công bố một đoạn video, theo đó họ đã sử dụng hai tên lửa Iskander để quét sạch một lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine. Được biết rằng, trong khu vực này có rất nhiều lính đánh thuê của NATO cũng như Tổng cục An ninh Tình báo Ukraine. Đây là khu vực chỉ đạo trực tiếp các vụ tấn công và sâu trong lãnh thổ của Nga gần Belgorod. Nhìn vào quy mô của hai vụ nổ, nếu thật sự căn cứ của NATO cũng như Ukraine đang có mặt ở Kharkov chắc chắn nó sẽ bị thổi bay. Tôi vẫn chưa có những thông tin chính thức về việc ai đã bị quét sạch ở nơi đây, nhưng việc Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng họ đã quét sạch một lữ đoàn cơ giới số 32 thì rõ ràng là thiệt hại của Ukraine và NATO ở đây là không nhỏ. Trong khi đó, ở khu vực Kurakhovo nằm theo hướng phía sau của Marinka khoảng 15 km, lữ đoàn 238 của Nga đã sử dụng pháo phản lực BM-27 Uragan để phá hủy một cây cầu đường sắt bắc qua nơi đây. Rõ ràng đây là một đòn có chủ ý. Nếu các bạn nhìn trên bản đồ sẽ thấy khu vực Kurakhovo, tuyến đường sắt đó là nơi trung chuyển hậu cần chính cho các khu vực Heohipka, Popeda. Sau khi Nga đã chiếm Popeda, như tôi đã nói ở đầu video, việc cắt đứt tuyến hậu cần ở khu vực Kurakhovo sẽ giúp cho Nga dễ dàng hơn trong việc tái chiếm khu định cư Heohipka, Maxi, Milianipka. Trong khi đó, ở khu vực Adipka, cụ thể là khu định cư Solovevo, nằm phía sau Perdichi, các chiến binh của Nga mừng như bắt được vàng bởi vì họ đã tìm thấy một chiếc Abram của Mỹ mới. Tất nhiên là sau khi tìm ra thì chiếc xe tăng này đã bị kết liễu một cách vô cùng nhanh chóng. Trong đoạn video, chúng ta có thể thấy một máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga đã lao thẳng về phía chiếc Abram và phát nổ. Điểm đáng chú ý chúng ta có thể thấy là đường bay của chiếc Lancet này trước khi va chạm vào Abram vô cùng ảo ma Russia nó cho chúng ta cảm giác rằng người lính điều khiển chiếc máy bay này một tay của anh ấy có thể đang cầm một ly vodka thế nên chiếc lan xét mới có đường bay ảo rượu như vậy được rồi tôi chỉ suy luận vui thôi nhưng các phóng viên chiến trường nga sau khi xem đoạn video cũng phải thốt lên rằng lan xét say rượu đâm vào abram của mỹ gần peri chỉ điều gì có thể giải thích cho hành vi kỳ lạ này của chiếc máy bay không người lái ngay lập tức rất nhiều tài khoản đã vào phản hồi như sau đơn cử như một tài khoản tên là adam nhìn nhận rằng tôi đoán có thể đồng chí này uống hơi nhiều vodka stalinskaya trong khi đó, một tài khoản tên là Alex thì phân tích chuyên sâu hơn. Anh ấy nói rằng, các biến thể landset hiện đại đã được lập trình để thực hiện hành động né tránh trong lần tiếp cận mục tiêu cuối cùng. Điều này nhằm giảm nguy cơ bị đánh chặn bởi các vũ khí cỡ nhỏ và vừa mà không giảm độ chính xác. Kết quả đã nói lên điều đó. Trong khi đó, một tài khoản tên DJ cũng đồng ý với luận điểm trên. Anh ấy nói rằng, dao động này là điển hình của vòng lặp phản hồi PID ghép ngược có tham số P không khớp với thời gian đáp ứng của các lá gió, nghĩa là chiếc drone này đã được AI điều khiển nên rơi vào tình trạng trên. Vâng, từ bình luận của các chuyên gia bàn phím chúng ta có thể hiểu rằng không có ca nào cả. Mà giờ đây, những chiếc máy bay không người lái của Nga đã được trang bị thêm trí thông minh nhân tạo. Nó chủ động tránh né khi tập kích vào mục tiêu mà vẫn giữ tính chính xác. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một triệu chiếc máy bay không người lái được AI điều khiển như những đàn chim trên bầu trời, bật chợt lao xuống tấn công kẻ thù. Mỗi chiếc máy bay sẽ được tinh chỉnh để tấn công vào một hệ thống khác nhau. Thật đáng sợ phải không nào? Nó không còn là những bộ phim viễn tưởng Hollywood nữa mà đã trở thành thực tế trong một cuộc chiến tranh thế giới hiện đại. Cuối cùng, hôm nay đã là ngày thứ tư liên tiếp Nga sử dụng tên lửa có độ chính xác cao và những chiếc máy bay không người lái để phá hủy toàn bộ các hệ thống và nhà máy năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Báo cáo của Nga chỉ ra rằng có ít nhất 50% hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy, trong đó bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện lớn nhất của họ. Tóm lại, tất cả các hệ thống năng lượng của Ukraine trừ nhà máy điện hạt nhân giả là Nga tấn công hết. Điều này được khẳng định trong báo cáo của cơ quan năng lượng quốc gia Ukraine là Ditech. Ditech cảnh báo những người dân Ukraine về việc sẽ mất điện trên diện rộng. Sau những đợt tấn công vào cơ sở năng lượng liên tiếp trong mấy ngày qua của Nga, và quả thận sau thông báo này, nhiều khu vực ở Ukraine đã chìm vào bóng tối. Điển hình nhất là ở hai khu vực Kharkov và Odessa. Một đoạn video được chính người dân Ukraine công bố đã cho thấy điều đó. Toàn bộ khu vực Odessa đã rơi vào trong tình trạng mất điện trên diện rộng. Ấy thế mà như thường lệ, các báo cáo về việc Ukraine đánh chặn hệ thống tên lửa và máy bay không người lái của Nga luôn có chỉ số vô cùng tốt. Báo cáo ngày 31 tháng 3 cho thấy Ukraine đã bắn hạ 9 trong số 15 tên lửa và 9 trong số 11 máy bay không người lái xa hết do Nga tập kích. Vâng, tỷ lệ đánh chặn luôn là rất cao nhưng truyền thông Ukraine lại tự thừa nhận rằng hôm nay là một ngày không tốt cho Ukraine. Họ cần thêm các hệ thống phòng không Patriot và một số hệ thống phòng không iris -T và NASAM. Tôi thật sự không rõ là người Nga có ý định lúc nào sẽ chiếm Odessa và Kharkov, thế nhưng tỷ phú của Mỹ là Elon Musk, người sở hữu một trong những mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới là X thì khẳng định rằng Ukraine sẽ mất Odessa. Trong một thông điệp đăng tải mới nhất, Elon Musk đã nói rằng Kiev sẽ mất Odessa và quyền tiếp cận Biển Đen nếu chiến tranh kéo dài. Ukraine đã lãng phí sinh mạng của binh lính một cách bi thảm khi tấn công một đội quân lớn hơn với hệ thống phòng thủ sầu, bãi mỉn và lực lượng pháo binh mạnh hơn. Trong khi họ thiếu thiết giáp và thiết bị ưu thế trên không, bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể đoán trước được điều này một năm trước, tôi đã khuyên Ukraine nên củng cố bản thân và dồn mọi nguồn lực vào phòng thủ, bởi vì ngay cả trong trường hợp này cũng sẽ rất khó giữ được đất đài nếu không có những rào cản vững chắc. Nga sẽ không chiếm toàn bộ Ukraine vì sự phản kháng của người dân ở phía tây Ukraine sẽ rất khốc liệt, nhưng Nga chắc chắn sẽ chiếm được nhiều lãnh thổ hơn hiện tại. Cuộc chiến càng kéo dài thì Nga càng giành nhiều được lãnh thổ cho tới khi đến được Dnieper, dù rất khó vượt qua, tuy nhiên nếu chiến tranh kéo dài đủ lâu, Odessa sẽ thất thủ. Theo tôi, câu hỏi chính là liệu Ukraine có mất toàn bộ quyền tiếp cận Biển Đen hay không? Tôi đề nghị vấn đề này nên được giải quyết thông qua đàm phán trước khi nó xảy ra. Tóm lại ý của Elon Musk là Ukraine toang rồi. Bây giờ, cách tốt nhất và cũng là hợp lý nhất là họ nên đàm phán với cả Nga để tránh mất đi những vùng lãnh thổ quan trọng, đặc biệt là Odessa. Có vẻ như Tổng thống online cũng hiểu điều này. Lần đầu tiên, ông ấy đã đưa ra một đề nghị cho những người Nga khác hẳn với tuyên bố về hòa bình của mình trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News của Mỹ, Zelensky đã đề nghị thay vì đòi chủ quyền của đường biên giới năm 1991 với cả Nga, thì Zelensky tự nhận rằng Ukraine sẽ không thể giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn rằng khi ông ấy, tức Putin, mất đi những gì ông ấy đã chiếm đóng được kể từ năm 2022, ông ấy sẽ hoàn toàn mất niềm tin ngay cả với những quốc gia vẫn còn ở trong khu vực. Và khi ông ấy sẵn sàng đối thoại Chắc chắn các điều kiện quốc tế phải là giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, lãnh thổ của người dân Ukraine. Nghe có vẻ cứng như một quả trứng nhưng thực tế lời tuyên bố của Zelensky đã cho thấy một sự thất bại của chế độ Kiev hay đúng hơn là phương Tây cũng đang rất muốn điều kiện này có thể xảy ra. Tóm lại là trước đây Zelensky yêu cầu trả lại Ukraine đường biên giới năm 1991 bao gồm toàn bộ những vùng lãnh thổ Nga xác nhập và cả Crimea thì Zelensky mới chịu hồi vào vòng đàm phán. Còn bây giờ, ông ấy chỉ yêu cầu trả lại đường biên giới của năm 2022, tức là trước thời điểm Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm 4 vùng lãnh thổ Luhan, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Nhưng ngay cả điều kiện mới này của Zelensky có mà mơ người Nga mới đồng ý, bởi vì bốn khu vực trên đã xác nhập vào lãnh thổ của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý. Bình luận về yêu cầu mới này của Zelensky, thư ký Điện Kremlin là Dmitry Peskov đã nói với truyền thông rằng, mặc dù Nga vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đàm phán với Kiev, nhưng ý tưởng của Zelensky xa rời thực tế. Thực tế địa chính trị bây giờ đã thay đổi đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Biên giới của cả Ukraine và Liên bang Nga cũng đã thay đổi theo. Vì vậy, Kiev cần dựa theo những thực tế mới không thể bỏ qua này khi muốn nghĩ tới việc đàm phán. Vâng, với việc Nga tuyên bố như thế này, một là Ukraine đồng ý bốn vùng lãnh thổ mới sẽ trao trả cho Nga phi quân sự hóa, phi NATO hóa. Không thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ mất thêm cả Kharkov và Odessa. Tóm lại là chế độ Kiev bây giờ đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nàn, họ chẳng còn bài gì để chơi với cả những người Nga nếu không có sự viện trợ từ phương Tây. Chính vì vậy, Zelensky đã công khai đe dọa phương Tây. Trên Reuters có một bài viết với tiêu đề như sau, Zelensky nói nếu không có viện trợ của Mỹ, lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui. Theo đó, Reuters trích dẫn lại lời nói của Zelensky với tờ Washington Post của Mỹ như sau. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có tên lửa bài Giot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn phá 155 ly. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải quay trở lại, rút lùi từng bước một, từng bước một. Chúng tôi đang cố gắng để tìm ra cách nào đó, không phải rút lùi. Nhưng trong tình trạng thiếu đạn dược có nghĩa là bạn phải làm ít hơn, chúng tôi có thể làm gì đây? Tất nhiên là quay trở về, làm cho chiến tuyến ngắn hơn. Nếu nó bị vỡ, quân Nga có thể tiến vào các thành phố lớn. Theo tôi, đây là một lời đe dọa của Zelensky cho phương Tây. Đại ý của nó chính là, nếu không tiếp tục bơm tiền cho chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng nhường thêm nhiều phần lãnh thổ mới cho người Nga. Được rồi, tôi nghĩ NATO chắc chắn rén với điều này, bởi vì Odessa là một khu vực địa chính trị vô cùng quan trọng đối với cả liên minh. Nếu Zelensky buông Odessa, thì hạm đội hải quân của Nga có thể tung hoành ở Biển Đen trong khi đó có vẻ như pháp đang muốn gửi quân tới ukraina một cách chính thức vì chủ tịch quốc hội của họ cũng đã xác nhận lời phát biểu của macron về khả năng đưa quân đội tới ukraina theo một số tờ báo thì một phần quân đội pháp từ châu phi sau khi đã bị đuổi đi sẽ có mặt trên lãnh thổ của ukraina đóng vai trò là người hướng dẫn một câu hỏi bây giờ chúng ta nên đặt ra là nếu pháp điều quân tới ukraina sau khi bị người nga hóa vàng hết thì liệu điều năm của nato có kích hoạt hay không không, sẽ chẳng có điều năm nào cả, bởi vì điều năm của NATO chỉ được kích hoạt nếu các quốc gia thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu bị tấn công trên lãnh thổ của chính họ. Vì vậy, nếu quốc gia thành viên NATO hành động đơn phương, tức là không nằm trong khuôn khổ hoạt động được quyết định trước đó của NATO và bên ngoài cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO, thì cả NATO và các quốc gia thành viên đều không trở thành một bên tham gia của xung đột. Tóm lại là Pháp có quyền đưa quân vào Ukraine, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì cả NATO cũng sẽ im tin thịt. Tôi có thể hiểu được lý do tại sao người Pháp lại cay người Nga đến như vậy. Bởi vì không chỉ Niger, Burkina Faso, Mali, những quốc gia đá Pháp ra khỏi khu vực Tây Phi sau đó rất thân thiết với cả Nga. Thì giờ đây thêm một quốc gia khác là Senegal cũng đã làm điều tương tự. Tân Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất của Senegal và châu Phi là Faye sau khi nhận chức đã nói rằng đã đến lúc người Pháp nên rời khỏi Senegal. Ông cũng chỉ ra rằng Đức, Tây Ban Nha và các quốc gia khác ở châu không nên can thiệp vào công việc của châu Phi Vâng, tóm lại là giờ đây ở khu vực châu Phi, người Pháp đang dần dần mất tất cả. Hãy thử tưởng tượng nếu không có những quốc gia ở châu Phi cống nạp cho những người Pháp thì quốc gia này sẽ trở thành một quốc gia hạng bà. Vì vậy họ tiến vào Ukraine, ngoài cây Nga giả, thì họ cũng muốn bỏ ra một chút công sức nhiều hơn các quốc gia khác để rồi trong tương lai có thể được chia nhiều phần hơn. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo